Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin vì sao tỷ lệ tử vong vì COVID tại Việt Nam cao. Sự ngạo nghễ quá sớm của Việt Nam trong chống dịch đã vụt tắt và động lại là sự thụ động trong chiến lược chống dịch. Tổng số người được tiêm hai mũi vaccine COVID ở Việt Nam chiếm chưa tới một phần trăm dân số và xếp trong nhóm chốt bảng trên thế giới chỉ hơn được vài nước châu Phi như Nigeria, Congo hay Sudan. Điều này góp phần dẫn tới tỷ lệ tử vong vì COVID lên tới trên 4%. Tổng số các ca và đã có kết quả cuối cùng, cao hơn so với chỉ 1% ở ít nhất hai nước ASEAN khác như sẽ đề cập ở phần sau. Không chỉ chiến lược vaccine của Việt Nam vỡ trận, mà lòng người cũng ly tán vì vaccine. Người giàu có, giỏi quan hệ nhiều khả năng được tiêm trước, trong khi rất nhiều người dị ứng với vaccine của Trung Quốc. Trong khi đó, với các cấp độ khác nhau, vaccine của Trung Quốc đã góp phần giúp Campuchia tiêm chủng được cho 34% dân số, Malaysia 23%, Lào gần 12%, Philippines 9,5%, Indonesia 8%, Brunei trên 7% và Thái Lan 6%. 190 triệu liều vaccine Trung Quốc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 4 tháng 8 được dẫn lời nói Trung Quốc đã cung cấp 190 triệu liều vaccine cho 10 nước thành viên ASEAN dù đây là con số chưa được kiểm chứng Singapore không nằm trong số các nước ưa dùng vaccine của Trung Quốc, nhưng mua được các loại vaccine của phương Tây về tiêm hai mũi cho hơn 60% dân số. Nước ASEAN còn lại, Myanmar đã chủng ngừa toàn diện cho gần 3% dân số. Như vậy, cho tới nay, Việt Nam vẫn là nước kém nhất trong số 10 nước ASEAN khi tiêm chủng hai mũi cho chưa tới 1% dân số. Mặc dù hai loại vaccine của Trung Quốc Sinopharm và Sinovac không hiệu quả như Pfizer, Moderna hay AstraZeneca, cả hai đều nằm trong danh sách 7 vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Cũng vì tính hiệu quả kém hơn của Sinopharm và Sinovac mà các nước như Indonesia và Thái Lan hiện đang đổi chiến lược tiêm vaccine cho người dân, thay vì tiêm cả hai mũi vaccine Trung Quốc người ta sẽ tiêm mũi thứ hai bằng vaccine AstraZeneca trong trường hợp Thái Lan và Bonena cho người dân ở Indonesia. Quan với dân, nếu khó thở cứ nghỉ thở. Tuần này mạng xã hội có nhiều chuyện không đáng buồn thì đáng giận. Nếu sử dụng mạng xã hội ắt sẽ thấy, cáo phó càng ngày càng nhiều. Người quá cố không thân quen thì cũng có liên hệ với người thân quen. Tuy cố tránh nhưng hệ thống truyền thông chính thức cũng không thể không phát qua vài nét để thiên hạ nhận ra số người chết đang tăng rất nhanh giải quyết hậu sự đang vượt quá tầm với của không ít tăng gia bởi họ đã suy kiệt về mọi mặt thiên hạ luận tuần này chọn đăng hai câu chuyện đang được nhiều người truyền cho nhau xem và sẽ không dẫn thêm bất kỳ bình luận nào vì hy vọng quý độc giả tự ngẫm và tự bình Câu chuyện thứ nhất của ông Lân Nguyễn Văn được ông Lân đưa lên trang Facebook của ông hôm 7 tháng 6. Ông Lân đặt tên cho câu chuyện của mình là Một shipper buồn nhất thế giới và một thằng bán ga quá rảnh Rửa chén xong nhậu lấy cảm hứng rồi tối sẽ viết bài hầu các anh chị Ngắn chờ hen Vâng, mình đã hứa chiều nay, giờ mình sẽ viết Viết cho những gì chứng kiến trưa nay Lúc 12 giờ 30 phút trên đoạn đường về nhà Cái tính mình tưng tửng Do đó cái tiết bài cũng rất cả từng Nhưng thật ra đó là một buổi trưa quá buồn Gần hai chục năm kiếm ăn ở đất Sài Gòn, chưa bao giờ mình chứng kiến không khí ảm đạm, thê lương như lúc này. Anh làm to chết theo kiểu anh làm to, anh làm nhỏ chết theo kiểu anh làm nhỏ. Khắp mọi nơi nhà nhà đóng cửa, hàng quán đóng cửa. Cả một quãng đường đi làm thường ngày phải mất 1 giờ 15 phút lái xe, nay chỉ cần thong thả 40 phút là đến nơi. Mật độ giao thông ở Sài Gòn lúc này chỉ còn khoảng từ 5 đến 10% so với ngày thường ơn trời cái nghề ga tưởng như xa xôi không duyên nợ nay lại là một trong những ngành nghề thiết yếu được phép ra đường ế là từ duy nhất cho các công ty ga lúc này dù vẫn thoi thóp so với các nghề khác ế nhưng dù sao vẫn kiếm được tí cháo vẫn cố duy trì được hệ thống vận hành và nuôi được các nhân viên còn gắn bó với công ty ế tất nhiên sẽ rảnh rất rảnh là đằng khác các anh chị khoan hãy thả ai con ha ha Bởi mỗi người sẽ chọn lựa việc mình làm lúc mình rảnh Trưa nay đúng là rảnh thực sự Sau khi điều phối cho các em giao hàng buổi chiều Mình lên xe về nhà Ngang qua ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân Tự nhiên thấy một bạn shipper trong đồng phục trắng tinh Phía sau là một cần xé nhựa Chất ba lớp hũ đựng cốt hỏa thiêu Thoáng nghĩ Chết nội này giờ làm ăn phát tài nhỉ nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trên mũi hũ sành có dán nhãn ghi họ tên Thế là tò mò, thông chốt chạy theo Em ấy bỗng chạy chậm lại, móc điện thoại gọi cho ai đó Thì ra em ấy đang chở 27 hũ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch Covid này Mình già xe lẽo đẽo bám sau Trên một đoạn đường chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú mà em ấy đã giao hết một nửa Phần lớn là dừng xe trước mỗi đầu hẻm nhỏ bị răng dây cách ly phong tỏa. Rất thành thạo, y như giao một món hàng bình thường. Em ấy dừng xe, móc điện thoại gọi ai đó. Chờ khoảng 3 phút sau là có người ra ký vô cái biên bản in sẵn. Mình vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến hẻm 42 Âu Cơ, hẻm cũng bị răng dây. Mình đứng bên đường này quan sát. Trước hẻm chỉ có một vị cựu chiến binh mang hàm thượng tá trông coi. Thấy em shipper trao đổi gì đấy Vị cựu binh giạt xa lên hiên nhà Em shipper cố phân trần Nhưng vị kia vẫn khoát tay lia lịa Hơn 10 phút trôi qua Mình xuống xe băng ngang đường hỏi lý do Thì ra vị cựu chiến binh cũng có lý Khi hai hũ cốt không có người đủ trách nhiệm nhận Bởi cả gia đình trong hầm kia đều rất hoàn cảnh Mình chợt sen vô đề nghị vị ấy gọi cho cảnh sát khu vực Nhưng rất tiếc khi biết anh công an kia cũng đang là F1 bị cách ly rồi Tội nghiệp anh shipper đang lo lắng vì trên xe còn hơn chục hũ, sợ không hoàn thành chỉ tiêu, bất chợt từ bên trong có thằng bé tầm 10, 12 tuổi đi cùng một bà già tiến ra đầu hẻm. Bà già giới thiệu vắn tắt mà nghe dùng mình. Giờ nhà nó chỉ còn mình nó đây thôi, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hũ của ông bà nội nó mang về đã thờ tự được gì đâu, vẫn để tạm trong nhà này tôi dẫn nó ra nhận thêm hai hũ này nữa cha mẹ nó đó chắc mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp vậy là bà hàng xóm ấy bất đắc dĩ phải thỏ bút ký nhận vì thằng bé không biết chữ mặt nó trông vô hồn khi hai tay xách hai hũ cốt như cách người ta bỏ trái dừa trong bao ly lông lẽo đẽo theo bà già quay trở vô mình quay qua hỏi vị cựu binh đang đứng xa trên hiên nhà ủa đồng chí không ở địa bàn này à có đâu Tôi ở khu phố khác Hội cựu chiến binh phường mới điều tôi Về canh hẻm này hôm qua Các vị canh giữ ở đây Giờ đi cách ly hết rồi Ông ấy cũng trả lời một chàng như phân trần Khi thấy mình đưa máy lên chụp Trời chợt đổ cơn rông Mình vội vàng giúp em shipper Lấy tấm áo mưa Che tạm cho mười mấy hũ cốt chưa kịp giao Liếc vội vào những cái nhãn giãn sẵn Đa số còn rất trẻ Địa chỉ Tân Phú, Tân Bình Lúc dưới hiên nhà hút thuốc chờ mưa tạnh Em shipper chợt hỏi Anh làm nghề gì mà rảnh dữ vậy Đưa số điện thoại đây Mai mốt tôi gọi đi theo chứng kiến Nhiều câu chuyện buồn hơn lúc nãy nhiều Mình không trả lời Chỉ thầm nghĩ Ở anh đang rất rảnh Rảnh lắm Rảnh để nhìn một Sài Gòn đang rất ảm đạm Buồn thương hết lúc nào đây em ạ à. Câu chuyện thứ hai của ông Đào Tuấn Được ông Tuấn đưa lên trang Facebook của ông hôm 8 tháng 6 ông tuấn viết ngắn hơn ông lân và giống như ông lân ông cũng đặt tên cho câu chuyện của ông tên nó là oánh không từ thứ gì trong oánh không từ thứ gì ông tuấn kèm một tấm ảnh chụp hai người đàn ông ăn mặc trịnh trọng đeo khẩu trang đứng giữa một cái máy phía sau là một banner có cả việt ngữ lẫn hoa ngữ và chú thích cái ở giữa hai ông đeo khẩu trang là máy thở LCA MV20 mà Vạn Thịnh Phát và Đại học Văn Lang bỏ tiền mua từ Nhật để tài trợ cho Bộ Y tế cho Sài Gòn chống dịch. Đại học Văn Lang sau đó có công văn gửi hải quan. Đại khái xin xác nhận 2.000 máy thở này là nhập khẩu về viện trợ nhân đạo cho chính phủ, giúp phòng chống dịch COVID thì không phải chịu thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Hải quan trích dẫn từ A đến Z dài đúng một gang nhưng tóm lại là thở chứ gì, thuế giá trị gia tăng, không nói nhiều. Còn mức thuế 5% hay 10% thì tùy xem chúng mày có xác nhận của Bộ Y tế không. Cái xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải nhập về làm từ thiện, hoàn toàn phi lợi nhuận, vẫn thuế. Giờ cả máy thở cho dân đang ngáp cá trong đại dịch. Nghĩ cũng tài thật, tài ở chỗ, oánh không trượt phát nào, oánh không từ thứ gì, Máy thở người ta nhập chỉ để tài trợ cho chính mình, một tay thì hoan hỉ nhận, một tay vẫn oánh như kiểu trả liên quan đấy. Kẻ biết bài này không có chuyện nào để kể, chỉ xin góp thêm vài thông tin. Hồi cuối tháng 5, Tổng cục Thuế loan báo, bất chấp dịch, nguồn thu cho ngân sách trong 5 tháng đầu năm tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Một tháng sau, Bộ Tài chính, chủ quản của cả Tổng cục Thuế lẫn Tổng cục Hải quan cho biết thêm, Tiền thu về cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. Cũng cần nói thêm là bộ tài chính còn khoe, không chỉ có tiền thu về cho ngân sách tăng mà chính phủ còn tiết kiệm được các khoản chi. Nếu tính cả chi cho hoạt động phòng chống dịch thì đã hết 6 tháng nhưng tổng chi từ ngân sách chỉ mới hết 41,2% dự toán. Đợt dịch thứ tư bùng lên hồi cuối tháng 4, đến hết tháng 6 mà vẫn có thể tiết kiệm như thế thì rõ ràng đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ không nói điêu về khả năng quản trị, điều hành, vừa chống được dịch, vừa phát triển được kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Quan với dân nếu khó thở cứ nghỉ thở từ thời báo chấm đi Bắc Linh Cộng Hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.